Liên quan đến việc dẫn đưa đoàn người về bằng xe máy và ngang qua Bình Thuận, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có phản hồi tỉnh Bình Thuận xin rút kinh nghiệm và cho hay thời gian tới sẽ phối hợp trước khi đưa đoàn ngang qua tỉnh này. Giải thích sự cố xảy ra ngày 31 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết việc đưa người được làm theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với tỉnh Ninh Thuận để thống nhất phương án di chuyển 1.468 công dân có nhu cầu về quê bằng phương tiện tự túc và xe hỗ trợ người già, phụ nữ, trẻ em. Trong ngày này, lực lượng Công an Đồng Nai và Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Cửu, thành phố Biên Hòa đã tổ chức lực lượng để dẫn đoàn đi Ninh Thuận. Trước khi cho khởi hành, các cơ quan chức năng của Đồng Nai đã tiến hành tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các công dân theo quy định, cấp giấy chứng nhận y tế xác nhận âm tính cho từng cá nhân có đối chiếu chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân có đăng ký hộ khẩu tại Ninh Thuận. Trong suốt quá trình di chuyển đến Ninh Thuận, đoàn công tác được Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện dẫn đường và đảm bảo theo đúng quy định phòng, chống dịch. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng khẳng định trong thời gian qua tỉnh chưa có chủ trương đưa người dân Bình Thuận trở về quê nên không thực hiện việc trao đổi với tỉnh Bình Thuận và không có danh sách người từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng cho rằng việc dẫn đưa đoàn người về bằng xe máy và ngang qua Bình Thuận chưa có sự thỏa thuận và thống nhất giữa hai tỉnh. Vì vậy, Đồng Nai xin rút kinh nghiệm và sẽ phối hợp với Bình Thuận thực hiện theo đúng quy định về phòng chống dịch và trao đổi trước khi thực hiện.